Chào các bạn và anh chị, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn tạo cái thuộc tính mới của sen đỏ. Nó cập nhật mình phải tạo lại cái thuộc tính, có một số bạn chưa có biết, cho nên nay mình hướng dẫn cho các bạn cách tạo thuộc tính. Là ví dụ hiện tại mình ví dụ một cái cho các bạn dễ hiểu nha. Có cái thuộc tính mới á, thì hỗ trợ cho những cái loại như phụ kiện hay là quần áo, những cái nào mà có nhiều cái thuộc tính, như ví dụ như cái này đi, như cái vòng đeo tay này ha, cái vòng đeo tay này thì người ta sẽ phân loại ra có cái bạch dương nè, song ngư, bảo bình, ma kết đó, tạo ra nhiều cái thuộc thể loại thuộc tính như thế này. Rồi với quần áo, ví dụ mình kiếm thử một cái mẫu mẫu khác nữa nha. Cái quần áo quần bơi thử cái này thì thuộc tính của nó đơn giản hơn. Cái nào mà cái thuộc tính mà rắc rối hơn, nhiều hơn á, thì mình hướng dẫn như ví dụ cái loại này đi, như ví dụ cái loại này nè, người ta làm ra hai cái giá tiền nè, 220, 240 ví dụ ha, mình nhấp vô thử nha. Đây là cái thuộc tính của nó nè, người ta tạo ra cái thuộc tính, ví dụ cái vòng tay này á, người ta tạo ra thuộc tính là 10 ly, có hai loại, loại 10 ly. Mình nhấp vô, khi người ta mua hàng nhấp vô thì giá 220. Mà cái loại 12 ly nhấp vô thì nó 240. Đó là cái thuộc tính mới mà Sendo nó hỗ trợ cho mình. Đó, bây giờ rất là sướng luôn. Rồi, bây giờ mình chỉ cho các bạn cách làm thuộc tính nha. Rồi, trước tiên mình vô cái tài khoản của mình và mình vô đăng sản phẩm. Rồi, đăng sản phẩm. Rồi, mình tạo một cái ngành hàng phụ kiện thời trang đi ha. Phụ kiện thời trang. À, không phải, trang sức. Rồi, vòng lắc tay đi. Vòng lắc tay. Rồi, vòng tay chuỗi hạt. Vòng tay chuỗi hạt hay là cái nào cũng được đó. Rồi, ví dụ, rồi cái này là mình thêm ảnh vô, cái này là các bạn biết rồi đúng không, mình tải ảnh nè, mình tải ảnh vô, đó, rồi ở dưới đây hiện tại mà, hồi xưa á, là những cái shop uy tín á, mới có hiển thị cái video này, và cái phần mà chi tiết á, là shop nào uy tín mới có cái phần mà YouTube, cái hiện ở ngay chỗ này là mình đăng video được, nhưng mà shop nào mà bình thường á, thì không có đăng được. Hiện tại cái shop này đang rớt hạn rồi, thành shop bình thường cho nên không có hiển thị cái YouTube. Nhưng mà ở trên đây thì vẫn hiển thị như vậy. Nè, mình nhấp vô đây thì mình copy một cái link của cái đường link video của trang YouTube á, mình bắt nó vô, là cái video nào mình cần mình copy mình bắt nó vô. Rồi mình nhúng video nè, đúng không? Mình bắt cái đường dẫn này vô là nó có cái video. Rồi mấy cái này thì các bạn biết rồi, mình đặt tên nè, mã sản phẩm nè, khối lượng nè, rồi từ khóa nè, đó, mình chỉ hướng dẫn cho các bạn chỉ là cái thuộc tính mới nè, thuộc tính mới của Sendo nó hỗ trợ nè. Ví dụ cái này chọn màu, bây giờ mình up đạ một cái ảnh, mình làm hướng dẫn làm như cái hình của cung hoàng đạo hồi nãy nha, như cái cung hoàng đạo hồi nãy mình chỉ đó. Và có nó nhiều thuộc tính khác nhau. Cùng để mình tìm lại cái sản phẩm hướng dẫn. Đây. Bây giờ mà xem đưa ở, nó cho mình thuộc tính cho nên giờ mình có thể ghi thoải mái luôn. Đây đó, thì thoải mái, khách cần mua cái gì, cần mua cái gì chọn vô, ví dụ song tử thì mua. Đó, rất là dễ. Rồi, bây giờ mình up thử một ảnh nha.
kiện. Cái này là cái trang của mình lưu ảnh, cho nên mỗi người có một cái cách lưu khác nhau. Vòng đeo tay, bây giờ của mình nhiều ảnh quá cho nên tìm cũng đuối. Cung hoàng đạo thôi thầy. Đá mắt hổ. Rồi thôi, nhiều quá, khỏi luôn. Rồi ở đây là chọn màu ha. Ví dụ ở trong ở trang này mình chỉ màu sắc nè, màu sắc nào mình chỉ lấy một hình đại diện duy nhất thôi. Là ví dụ mình chọn cái hình họa tiết. Họa tiết thì xóa, mình lấy một cái hình. Mình lấy một cái hình của cái hình này này nha các bạn, mình lấy bất cứ một cái hình nào cũng được. Đây là mình ví dụ thôi nha, ví dụ thôi, đồng ý. Đấy. Rồi, quan trọng là cái mình tạo cái thuộc tính nè. Tạo cái thuộc tính nó ra như thế này. Rồi. Rồi thuộc tính mới, thêm mới thuộc tính là mình đặt tên cho nó. Đây là cái này là cái loại nè, phân loại nè, phân loại nè, đó. Mình đánh nó vô ha, đánh nó vô loại tùy theo các bạn muốn muốn đánh vô cái gì cũng được. Rồi cái đây giá trị, giá trị là cái này bạch dương song ngư bảo bình ma kết nhân mã. Rồi mình đánh vô bạch dương, bạch dương. Rồi thêm mới nha, thêm mới. Rồi nó ra một cái thuộc tính bạch dương nè. Rồi mình tạo thêm một một cái song ngư bảo bình, mình đánh ở trên đây nha, ở trên đây song ngư đây, ok, đó là nó xuống đây song ngư nè. Rồi thêm nữa bảo bình, bảo bình. Rồi ok đó, bây giờ các bạn muốn đánh nữa y như ở bên đây thì mình cứ thêm 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 vô. Rồi ở đây là nhập giá nè, ví dụ giá 90, 90. Còn đây là nhập giá khuyến mãi, ví dụ mình khuyến mãi còn 30, nhập vô 30. Ngày khuyến mãi thì mình chọn ngày ha, mình muốn chọn nó khuyến mãi từ bắt đầu từ ngày đến ngày nào, từ ngày đến ngày. Ở số lượng tồn kho 10, ví dụ hàng của bạn bao nhiêu thì nhập vô bao nhiêu. Hay khi mà mình xác nhận á, mình không có tạo queue á thì nó báo lỗi mình không có đăng sản phẩm được, cho nên mình phải tạo queue. Đây, xác nhận rồi nó ra một cái queue. Kêu. Rồi, cái này là đối tượng. Cái này là các bạn biết ha, xuất xứ nè, chất liệu nè, xong rồi mình mô tả sản phẩm, mình mô tả sản phẩm mình vô. Rồi, cái bài này là mình chỉ hướng dẫn cho các bạn thêm cái thuộc tính thôi. Đó. Bây giờ còn thêm một cái thuộc tính nữa. Ví dụ thêm mới bộ thuộc tính có nghĩa là nó hai cái thuộc tính. Hiện tại ở đây nó chỉ có một thuộc tính thôi. Mình làm thêm hai cái thuộc tính để mình kiếm một cái bài nào có hai thuộc tính, mình sẽ ví dụ cho các bạn. Như ví dụ ở đây là nó có ví dụ hai cái giá tiền nè, hai giá tiền khác nhau nè. Rồi mình tạo cho chỉ cho các bạn hai cái giá tiền nha, hai giá tiền khác nhau. Nè, nhấp vô 10 ly thì nó ra 220, 12 ly thì nó ra 234. Rồi. Rồi cái này mình bỏ nha. Bỏ thì ở đây nó không có còn hiển thị nữa. Rồi, ở đây là cũng là loại nè, 10 ly, 12 ly. Thì ở đây cũng vậy luôn. Mình nhập vô. Mình bỏ hết nha, bỏ hết cho nó làm lại từ đầu. Bỏ hết cho làm lại từ đầu. Rồi, mình chọn lại một cái hình hình đại diện. Chọn lại một cái hình đại diện. Rồi thuộc tính, thuộc tính nè, loại cái này là tự các bạn đánh cũng được, 10 ly thêm vào 10 ly. Rồi đây 12 ly thêm vào, thì cái này là mình ví dụ mình nhập ở dưới đây ha, họ tiết 10 ly nè, 10 ly thì mình tính 220,
còn ở trên 12 ly thì 240, mình đánh vô 254. Còn cái này mình không có khuyến mãi nữa, mình bỏ nó đi, bỏ nó đi ha, cái này bỏ nó đi, mình không có còn khuyến mãi nữa. Rồi hàng tồn, tồn kho đó, này không có còn khuyến mãi nữa, tạo kêu đó là phân loại nè, 10 ly giá 220, 12 ly 240. Sau khi mình đăng sản phẩm, thì nó sẽ ra cái phân loại như thế này đó. Rồi một cái thuộc tính nữa, để mình tìm một cái thuộc tính nữa mình chỉ cho các bạn nha. Tìm một cái thuộc tính nhớ rồi. Cái thuộc tính ở trong cái phần mà để mình tìm cái thuộc tính mình chỉ cho các bạn một cái thuộc tính nữa, tùy theo cái ốp lưng mấy cái phụ kiện này nó cũng có nhiều thuộc tính lắm nha các bạn. Như ví dụ nè, để mình tìm một cái thuộc tính đây, đây đó, cái thuộc tính nè, ví dụ cái ốp lưng này nó dành cho iPhone, nhưng mà rất là nhiều iPhone, iPhone X, iPhone 7, 8 Plus, iPhone 7, 8 thường, iPhone X, X Max, iPhone XR. Hồi xưa thì mình không có làm được như thế này, bây giờ mình làm được đó, bây giờ mình làm được phân loại iPhone X, iPhone 7, 8. Rồi cũng vậy luôn, mình bỏ lại đi, mình bỏ lại, mình tạo lại một cái phụ kiện khác thử nha. Phụ bên đó là cái gì ta, điện thoại, em coi phụ kiện công nghệ, rồi ốp lưng bao da, rồi ốp lưng bao da, ốp lưng nắp gập cho điện thoại. Rồi mấy cái phần này thì mình tải ảnh lên thì các bạn biết rồi, mã sản phẩm, từ khóa, rồi mình tạo thuộc tính nha. Ở đây là chọn màu, thì mình làm theo cái này ha, chọn màu thì mình lấy một cái bây giờ mình không có chọn màu nâu, màu vàng, màu trắng, màu đen nữa, tại vì mình làm theo cái nó chỉ là một màu duy nhất thôi, cái điện thoại này nó chỉ là một màu duy nhất thôi, cho nên mình chọn họa tiết. Rồi chọn họa tiết, rồi mình lấy cái hình của điện thoại nó vô, mà cái này mình ví dụ thôi nha, ví dụ. Rồi phân loại, ở đây loại iPhone X, iPhone 7, cái này mình có thể đặt thành cái tên khác cũng được, nhưng mà cái này là ghi cái nào mà đơn giản thôi. Loại, rồi ở bên đây iPhone X thêm mới. Rồi ở dưới đây nè, nó ra nè, loại iPhone X. Rồi mình thêm nữa iPhone 7, 8 cộng lên. Rồi mình muốn thêm nữa iPhone XR cộng. Đó là nó ra. Nếu mà nó cùng giá, hết thì mình nhập giá lên đây, ví dụ 250, số hàng còn 5. Đó, mình không khuyến mãi thì thôi, khi nào mình có cái khuyến mãi thì mình nhập vô, nhập giá khuyến mãi hoặc ngày khuyến mãi, còn không khuyến mãi thì thôi. Còn nên tạo kêu, lúc nào mình cũng tạo kêu nha các bạn, tạo xác nhận. Rồi xong, vậy là xong rồi. Còn có một thuộc tính nữa để mình tìm ha, mình chỉ cho các bạn một thuộc tính nữa, quần áo đi. Bây giờ là quần áo đi, mình kiếm cái một cái thuộc tính áo, mà nhiều cái thuộc tính á, áo ngắn tay, áo sọt thun, áo bơi, quần bơi,
khảo thôi, để mình tìm cái danh mục mà quần áo mà nó có nhiều cái danh mục. Cái này thì nó đơn giản rồi. Mấy cái này thì nó đơn giản rồi. Danh sách sản phẩm để mình mở một cái áo đi. Đây. Rồi. Ở dưới đây cái phần mà thuộc tính nè, thì danh mục quần áo thì nó có thêm kích thước là size đúng không, mình thêm vô S, M, L, XL hay XL, 3XL gì đó. Xong ở dưới đây là màu sắc, thì mình chọn màu, ví dụ màu xanh nước biển, màu xám, màu đỏ. Khi mà mình thêm màu cái mình kèm hình nó vô, thì khi nào mình mua sản phẩm á, thì khách sẽ thấy đây là màu hồng, màu xanh đậm, màu xám rất là rõ luôn đó. Rồi xuống đây, khi nào mình tạo xong cái thuộc tính tự động nó ra như thế này nè, đó nó ra như thế này, size S, size M, size L, là sau này ví dụ cái hàng tồn kho của mình á, hiện tại cái thuộc tính ở đây là nó chưa có ghi tồn kho nè, sau này mình phải nhập tồn kho, ví dụ tồn kho áp dụng hết tất cả là 10 cái. Sau này ví dụ màu xám size S hết hàng, mình chỉ tồn kho không đó, cái dễ là như vậy. Sau này cái 21 ví dụ màu đỏ size M hết hết hàng thì chọn tồn kho không, rồi size L màu đỏ hết hàng một không không rồi đó, xong rồi mình cập nhật nó lại, xong rồi mình đăng sản phẩm lại là mình cập nhật nó lại, thì cái phần nào mà số không đó là nó hết hàng, sau này mình có hàng đó, lại thì mình nhập nó lên lại đó, đơn giản. Còn ví dụ mình muốn thêm mới một cái thuộc tính nữa, ví dụ ở đây là mình mua một cái giá nhiêu, hai cái giá nhiêu, thì mình nhập vô, ví dụ loại đi giá sỉ á, ví dụ mua một cái ở cái này là nó phức tạp lắm luôn á, rồi một cái này không, nếu mình nhập như vậy được nó nhiều lắm luôn, áo quần là cực lắm. Ví dụ hai cái đấy, nó ra nhiều lắm, cực lắm, cho nên mình không có nên tạo một cái giá nhiêu tiền, tại vì cái này là giá sỉ á. Ví dụ mình bán ví dụ một cái 150, một cái mình nhập vô 150, nhưng mà ai mua hai cái thì mình bán 120 nè, hai cái mình bán 120 thì mình nhập vô cái giá tiền. Nhưng mà đối với quần áo nhiều size nhiều màu thì mình đừng có phân loại một cái hai cái, thì nó rất là nhiều như vậy, rất là nhiều. Chỉ khi nào mình phân loại cái những cái mà thuộc tính đơn giản nhất, như cái vụ hồi nãy mình nói là như cái vòng tay này, thấy không, ai mua cái vòng tay hay như là cái này đi. Đối với những cái nào mà thuộc tính đơn giản thì mình nhập đây, ví dụ là một con tám, một con là cái này là hiện tại á, nó đang bị chậm nè, y nó bị lộn rồi, hai con, năm con nè. Ví dụ cái thuộc tính nào đơn giản nhất á, thì mình tạo, ví dụ đây là một con, người ta tạo một con nó ghi sai là một con 200.000 là không đúng, ở cái này là hai con 85.000, bị sai, bị lộn rồi.
Ví dụ đây một con của nó là 45 ngàn. Rồi ai mà mua hai con thì người ta tính 85 ngàn. Còn ai mua 5 con thì nó tính 200 ngàn. Nhưng mà ở đây người ta ở đây bị sai nè, bị sai nè. Một con mà 200, đúng không? Đáng lẽ là 5 con là 200 nên thuộc tính bị sai. Đó. Cho nên mình tạo cái thuộc tính nào mà đơn giản thôi, mình mới tạo vậy. Còn quần áo, đối với những quần áo mình không có tạo màu nhiều như vậy. Mình quản lý đuối luôn, mình chỉ quản lý là size với màu sắc thôi, size với màu sắc là nó ra. Sau này mà cái size nào hot, cái màu nào hot mình chỉ nhập không vô, rất là đơn giản đúng không? Rất là đơn giản luôn. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình chỉ cho các bạn cái thuộc tính thôi. Các bạn nào mà muốn hỏi bất cứ một cái gì á, thì comment ở dưới cái video nha. Có gì mình chỉ cho. Hoặc là muốn hướng dẫn một cái bài nào đó thì mình đăng một cái clip khác mình chỉ cho các bạn. Rồi, cảm ơn. Chào các bạn.